Mỗi năm, hơn 1.000 lao động về làm việc. Bình Tân đang trở thành một trong những quận có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc cho người lao động, lãnh đạo thành phố đã cho xây dựng nhiều công trình giao thông lớn tại Bình Tân. Hoàn thành công trình cầu vượt tại nút giao thông Gò Mây, hoàn thành công trình mở rộng lộ giới Lê Trọng Tấn, và tương lai sẽ tiếp tục mở rộng lộ giới đường Nguyễn Thị Tú, tiếp tục xây dựng thêm hầm chui An Sương vào ngày 19 tháng 1, đường Hồ Tây trở thành thiên đường cho người mua nhà, nhà kinh doanh lĩnh vực cho thuê phòng trọ, căn hộ. Và một trong những dự án đã và đang là tổ ấm yên bình, lý tưởng, dễ dàng sở hữu cho người lao động ở khu Tây, chính là Green Town Bình Tân. Green Town Bình Tân có tổng diện tích quy hoạch 33.705m2, mật độ xây dựng 28,18%, gồm 4 block với 11.669m2 cây xanh, 3 tiện ích nổi bật, hồ bơi, sân tennis, sân chơi trẻ em. Về quy hoạch, Green Town Bình Tân nằm trong khu đô thị Vĩnh Lộc với diện tích 110 hectare. Đây là thành phố phức hợp với mật độ tiện ích công cộng phong phú và an ninh bậc nhất khu vực. Khi nằm trong quần thể khu đô thị Vĩnh Lộc, Green Town Bình Tân đang sở hữu một hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối bậc nhất ở khu Tây. Từ Green Town Bình Tân, cư dân có thể kết nối với hàng loạt các đại lộ, quốc lộ về mọi hướng đông tây nam bắc của thành phố đều cực kỳ nhanh chóng. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, quốc lộ 1A, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, Cách Mạng Tháng 8, Cộng Hòa, Trường Chinh, tàu điện metro nhà ga số 1. Khi di chuyển trên các tuyến đường này, cư dân Green Town Bình Tân sẽ tiếp cận với hàng trăm những tiện ích học tập, vui chơi, giải trí vô cùng hiện đại và loại bậc nhất của khu Tây. Siêu thị Almond Bình Tân, Bandora City, Bệnh viện Đa khoa Cộng Hòa, bến xe An Sương, sân bay Tân Sơn Nhất, khu vui chơi Vĩnh Lộc, làng Đại học Quốc tế Việt Nam, Đầm Sen. Không chỉ mang đến trải nghiệm sống tuyệt vời cho cư dân nhờ vị trí đắc địa, Green Town Bình Tân còn cùng bạn xây dựng kỷ niệm hạnh phúc gia đình trong căn hộ tiêu chuẩn Hàn Quốc. 6 không gian sống tiện nghi trên diện tích căn hộ từ 49 đến 95m2. 1 phòng khách, 2 đến 3 phòng ngủ, 1 gian bếp, 1 phòng ăn, 1 đến 2 toilet. Căn hộ trang hòa ánh sáng, không khí, 3 tiện ích giải trí nội khu đẳng cấp. Sau giờ làm việc và học tập, bạn và con trẻ có thể thỏa sức vận động với các trò chơi thể thao tại khu công viên cây trung tâm, để bạn tìm lại cảm giác yên bình, thư thái, giúp con trẻ dẻo dai thể chất, năng động hoạt não hơn hẳn bạn bè, hay hòa mình vào làn nước mát lành, hưởng trọn tinh hoa nước trời. Trong bán kính 50m, bạn và gia đình còn được trải nghiệm hàng trăm những tiện ích khác: trường mầm non, trường học các cấp, trường quốc tế, tạo tiền đề để con trẻ thành công mai sau, siêu thị, spa, nhà hàng, phòng gym, trung tâm thể dục thể thao, nâng cuộc sống lên một tầm đẳng cấp. Bệnh viện quốc tế, trung tâm y tế sẵn sàng phục vụ. Lựa chọn Green Town Bình Tân, bạn đang chọn cho mình tổ ấm yên bình, bạn đang chọn cho con trẻ môi trường phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ tốt nhất khu Tây. Green Town Bình Tân, kiến tạo hạnh phúc.